Rồi, xin chào các bạn. Ở phần trước chúng ta đã được học qua ba yếu tố để tạo nên sự thành công trong việc giao dịch phái sinh nói riêng cũng như là giao dịch tài chính nói chung. Thì trong phần này chúng ta sẽ đi vào chi tiết của yếu tố đầu tiên, đó chính là chiến lược giao dịch. Và ở bài học đầu tiên chúng ta sẽ được học qua những kiến thức căn bản trong việc phân tích kỹ thuật. Thì ở bài học này chúng ta sẽ được học qua ba phần chính. Thứ nhất, đó chính là cách để xác định xu hướng. Thứ hai là học được các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Và thứ ba là học về các hình mẫu nến trong phân tích kỹ thuật. Ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ học về cách xác định xu hướng hoặc là xác định trend và học cách xác định các ngưỡng hỗ trợ hoặc là các ngưỡng kháng cự. Thì ở đây, đầu tiên là cách xác định trend hoặc là xu hướng. Thì để xác định xu hướng thì chúng ta sẽ dùng ba đường. Thứ nhất là đường số 6 EMA. EMA đây có nghĩa là moving average, có nghĩa là đường trung bình. E ở đây có nghĩa là exponential. EMA ở đây có nghĩa là đường trung bình mà nó số nhân lên, nó có nghĩa là nhanh hơn, nói chung là khá là nhanh. Còn MA không á, có nghĩa là đường trung bình. Ok, MA là đường trung bình. Thì đường thứ nhất mình dùng đó là đường số 6 EMA, đường thứ hai mình dùng là đường 18 EMA và đường thứ ba mình dùng là đường 50 MA. Ok. Rồi, cách xác định xu hướng tăng là gì? Khi đường số 6 EMA tức là đường màu xanh dương nằm trên đường 18 EMA là đường màu đỏ và nằm trên luôn đường 50 MA thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ có xu hướng tăng. Và ngược lại, khi đường 50 nằm trên cùng và nằm trên đường 18, nằm trên đường số 6 thì chúng ta đang có xong xu hướng giảm. Các bạn có thể thấy ở đây. Rồi, cách thứ hai để chúng ta xác định xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đó là gì? Dựa vào những cái swing high và swing low. Thế nào gọi là swing high và thế nào gọi là swing low? Thì khi chúng ta vẽ những cái đường này tạo lên đỉnh này xuống. Đấy, lên đỉnh xuống đúng không? Thì các bạn thấy là những đây lên đỉnh bật xuống lại gọi là swing high, xuống đáy bật lên trở lại gọi là swing low. Tương tự như vậy, đây là swing high, đây là swing low, đây cũng là swing high và đây là swing low. Và khi chúng ta thấy là gì, xu hướng tăng là swing high gần nhất phải cao hơn cái swing high trước đó và cái swing low gần nhất nó cũng sẽ cao hơn cái swing low trước đó, thì chúng ta có trong xu hướng tăng kết hợp với cái ba đường là 6, 18 và 50 đó. Ngược lại là gì? Trong xu hướng giảm thì sao? Xu hướng giảm thì chúng ta có là gì? Swing high ở đây đúng không? Lên đỉnh xuống đúng không? Lên xuống có swing low là gì? Xuống đáy bật lên trở lại gọi là swing low. Thì xu hướng giảm là gì? Khi swing high gần nhất nó phải thấp hơn cái swing high trước đó, nó ngược lại ở đây thôi. Và swing low ở đây nó thấp hơn swing low trước đó, kết hợp với ba đường là gì? 6 18, 6 phải thấp hơn 18, thấp 50 thì chúng ta sẽ có xu hướng giảm. Ok. Đó là cách xác định xu hướng tăng, xu hướng giảm. Rồi, cách xác định ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự dựa trên những cái đường trung bình này như thế nào? Thứ nhất là ngưỡng hỗ trợ, thí dụ các bạn thấy giá bật lên đúng không? Bật xuống từ đây và chạm những cái ngưỡng hỗ trợ là những cái đường trung bình ở đây, đường 50, đường 18 ở đây. Sau đó gì? Bật tăng trở lại thì ở đây là ngưỡng hỗ trợ. Hoặc thí dụ xuống đây bật lại cái ngưỡng hỗ trợ để bật tăng lại thì đây cũng là điểm hỗ trợ. Đúng không ạ? Còn xác định ngưỡng kháng cự là gì? Khi giá bật lên đây và chạm những cái đường trung bình ở trên đây và giảm trở lại, bật tăng chạm đường trung bình giảm trở lại thì ở đây là điểm kháng cự. Tương tự như vậy lên đây cũng là điểm kháng cự đúng không ạ? Xuống đây lên đây cũng là điểm kháng cự, đó là trong xu hướng giảm chúng ta xác định được kháng cự như vậy. Đây là những điểm hỗ trợ. Ok, do đó cách đơn giản thì chúng ta xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự, tất nhiên sẽ còn nhiều cách khác nữa, chúng ta sẽ được học trong khi chúng ta gặp những trường hợp cụ thể thì mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi, ở phần thứ hai thì chúng ta được học qua về các chỉ báo trong việc phân tích kỹ thuật. Ở đây thì đây là những chỉ báo căn bản mà mình sẽ dùng trong cái áp dụng trong cái chiến lược mà chúng ta sẽ được học trong những bài học tiếp theo. Ngoài ra còn có những cái chỉ báo kỹ thuật khác mà các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng ha. Còn ở đây mình sẽ dùng những chỉ báo nào được dùng trong cái phần bài học của mình thôi. Chỉ báo thứ nhất đó là Parabrisa, là SAR, các bạn thấy nào ạ? Nó dùng để kiểm tra xu hướng giá và cho chúng ta biết khi nào giá đảo chiều tăng hoặc là giá đảo chiều giảm. Mình lấy ví dụ Parabrisa là những dấu chấm màu xanh dương, các bạn có thể thấy những dấu chấm màu xanh dương ở đây. Nếu như cái dấu chấm màu xanh dương này á và nó nằm trên giá ở đây, cái chấm màu xanh dương nằm trên giá thì cho giá đang trong xu hướng giảm, các bạn thấy không? Giá đang giảm này. Dấu chấm màu xanh dương mà nằm ở dưới giá thì cho chúng ta đang giá đang xu hướng tăng. Các bạn có để ý không? Trên thì giảm, ở dưới thì tăng. Thì đó là ý nghĩa của Parabrisa. Thứ hai đó là stochastic oscillator. Thì ý nghĩa của cái đường này chúng ta cần biết là áp dụng là gì? Khi mà đường K, nó sẽ có hai đường, đường K và đường D.
Khi đường K cross có nghĩa là bắt chéo và nằm trên đường D thì cho chúng ta tín hiệu mua. Và ngược lại, khi đường K bắt chéo và nằm dưới đường D thì cho chúng ta tín hiệu bán. Ngoài ra, cái đường stochastic này còn dùng để xác định là gì? Overbought có nghĩa là quá mua khi mà đường cái đường này nó nằm trên 80, và oversold có nghĩa là quá bán khi mà nó nằm dưới 20. Thì ở đây các bạn có thể thấy là gì? Đây là stochastic này, đường D màu xanh dương và đường K là màu đỏ. Thì các bạn thấy là gì? Khi đường K là đường màu đỏ bắt chéo và nằm trên đường D thì cho chúng ta tín hiệu mua, đúng không ạ? Các bạn thấy tương ứng ở đây giá tăng lên không? Rồi khi đường K và bắt chéo nằm dưới đường D thì cho chúng ta tín hiệu bán. Các bạn thấy ngay tại thời điểm này thì giá cũng đang xu hướng giảm, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Khi mà stochastic này nó nằm dưới 20, tức nghĩa là vùng quá bán và bật lên qua vùng 20 thì cho chúng ta tín hiệu mua. Các bạn thấy không? Khi rớt xuống đây dưới 20 này, đây là vùng số 10 thôi, dưới 20 thì cho chúng ta tín hiệu quá bán, và khi bật tăng trở lại thì giá nó cũng bật tăng theo. Còn khi đường stochastic này nằm trên mức 80, có nghĩa là vùng quá mua ở đây là mức 90 lần này, trên 80 lần. Và sau đó khi giảm xuống 80 thì giá cũng bắt đầu giảm theo, đúng không? Là cho chúng ta tín hiệu bán. Thì đó là ý nghĩa của cái stochastic. Các bạn chỉ cần biết cách áp dụng nó như thế nào thôi. Rồi, tiếp theo là cái Moving Average, Convergence, Divergence hoặc là MACD, MACD. Thì cái đường này á dùng để kiểm tra cái sức mạnh của cái trend, cái momentum á, là cái sức mạnh của cái xu hướng của cái trend nó như thế nào. Chúng ta sẽ có hai đường căn bản trong cái phần này, đó là đường MACD là sự là cái điểm khác, cái sự khác biệt giữa cái chênh lệch giữa cái đường 26 EMA và đường 12 EMA, thì chúng ta sẽ có đường MACD. Và đường thứ hai là đường signal hoặc là đường tín hiệu, thì nó là đường số 9 EMA. Rồi. Thì chúng ta sẽ dùng nó như thế nào? Thứ nhất là trong trường hợp crossover, có nghĩa là bắt chéo, nếu như đường MACD mà nằm trên đường signal thì cho chúng ta tín hiệu mua. Và ngược lại, nếu như đường MACD mà nằm dưới đường signal là đường tín hiệu thì cho chúng ta tín hiệu bán. Mình lấy ví dụ. Ở đây là đường MACD. Đường MACD sẽ là đường khác nhau giữa 26 và đường 12. Chúng ta thấy ở đây 12, 16, 26 đúng không ạ? Còn ngoài ra đường signal là đường số 9. Số 9 ở đây. Đó là đường signal. Chúng ta sử dụng nó khi nào? Khi bắt chéo. Nếu đường MACD là đường màu đỏ mà bắt chéo và nằm dưới đường signal thì cho chúng ta tín hiệu bán, tương ứng ngay đây vùng giá đang giảm, các bạn thấy không? Còn nếu như đường mặt đi là đường màu đỏ và bắt chéo và nằm trên đường tín hiệu là đường màu xanh thì cho chúng ta tín hiệu mua, ngay đây giá còn đất xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì đó là ý nghĩa của mặt đi. Thứ hai là dùng trong trường hợp divergence, có nghĩa là ngược. Divergence có nghĩa là ngược. Ví dụ khi giá đang trong xu hướng giảm nhưng mặt đi lại cho chúng ta đang trong xu hướng tăng thì lúc đó chúng ta cho chúng ta tín hiệu mua. Để mình xem trong trường hợp này có cái trường hợp nào là giá giảm mà lại MACD lại tăng hay không. Không thấy. Nhưng mà mình thí dụ đi, giả sử cho các bạn thấy luôn nè. Ví dụ giá lên đây đúng không? Bật xuống, mình thí dụ là giá lên đây đi. Ví dụ giá là xuống tới đây luôn. Rồi hãy bật lại ha. Các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh của mình vẽ đây. Rồi, thì khi này giá đang trong xu hướng gì ạ? Xu hướng giảm, đúng không ạ? Nếu vừa các bạn vẽ nối hai cái đáy này lại thì các bạn thấy xu hướng giảm. Trong đó thí dụ trong trường hợp này thì mặt đi là gì? Trong xu hướng tăng. Các bạn nối hai cái đáy dưới này lại này thì nó đang xu hướng đi lên và giá thì đang xu hướng đi xuống. Nếu như các bạn thấy trường hợp đó thì đó cũng là một tín hiệu mua rất tốt cho chúng ta. Đúng không ạ? Rồi stochastic cũng vậy này, cũng đang xu hướng đi lên, mặt đi còn xu hướng đảo chiều đi lên, mà trong khi giá mà đi xuống như vậy á thì sẽ cho chúng ta tín hiệu đi lên, tín hiệu mua, và đó gọi là divergence. Ok. Tiếp theo đó là Fibonacci retracement. Thì cái Fibonacci á là dùng để xác định cái vùng hỗ trợ hoặc là ngưỡng kháng cự. Ở đây mình sẽ để ý 3 điểm quan trọng, đó là 38.2, 50% và 61.8%. Thì đó là 3 điểm Fibonacci quan trọng mà mình cần phải để ý. Thì đây trong cái hình này mình sẽ minh họa cái Fibonacci, mình sẽ hướng dẫn cách vẽ nó như thế nào trong cái phần số 7 về thiết lập biểu đồ trong MA Broker ha. Thì ở đây khi mà chúng ta dùng Fibonacci để nối cái điểm đáy và cái điểm đỉnh ở đây thì các bạn sẽ nó sẽ xuất hiện ra những cái đường này. Thì khi thì chúng ta có 3 điểm, điểm thứ nhất là A nè, LP nè và C. C là cái điểm đáy gần nhất ở đây tại thời điểm hiện tại, ví dụ tại thời điểm hiện tại mình đang ở đây
nối điểm A với điểm B thì thả ra thì chúng ta thấy điểm C nó nằm ở đây. Thì khi điểm C, thí dụ giá điểm C mà đang nằm tại vùng ngưỡng hỗ trợ là 38.2 này, hoặc là thí dụ nó xuống ở vùng 50 này, hoặc là xuống vùng 61.8 này, thì nếu giá mà đang nằm ở những ba cái vùng này thì đó là những vùng hỗ trợ rất đáng tin cậy, và chúng ta có thể cân nhắc việc mua kết hợp với các tín hiệu khác thì sẽ cho chúng ta tìm tín hiệu mua. Ok, rồi thì đó là trong trường hợp dùng Fibonacci. Ngược lại đối với trường hợp bán thì là những cái đường này nó sẽ nằm ở trên thôi ha. Tiếp đến là William R. Thì William R là dùng để xác định như gì? Overbought hoặc là quá mua, hoặc là oversold là quá bán. Overbought là khi William R nó nằm dưới mức âm 20, trên âm 20 xin lỗi. Và oversold có nghĩa là quá bán khi mà nó nằm dưới âm 80. Thì ở đây mình không có vẽ đường William R, nhưng mà các bạn cứ để ý, ví dụ William R mà quan sát. Nếu mà William R nằm dưới, nằm trên mức âm 20 thì đó là vùng quá mua và sẽ cho chúng ta tín hiệu là tín hiệu bán. Còn nếu oversold nằm dưới âm 80 và bật tăng lên trở lại thì cho chúng ta tín hiệu là quá bán, thì cho tín hiệu bắt đầu tín hiệu mua trở lại. Tiếp đến là đường ADX. ADX là dùng để kiểm tra cái sức mạnh của cái xu hướng tiếp, cũng giống như cái đường MACD kiểm tra xu hướng. Thì nếu ADX cái đường này mà nằm trên cái mức 25, tức là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đó đang mạnh, tức là ví dụ giá đang trong xu hướng giảm, nếu đường ADX mà nằm trên 25 thì cái xu hướng giảm nó đang mạnh, và ngược lại thí dụ giá đang trong xu hướng tăng mà đường ADX nằm trên 25 thì giá đang trong xu hướng tăng mạnh, và ngược lại dưới 25 thì xu hướng tăng đang yếu. Xin lỗi các bạn nha, đây là đang yếu nha, các bạn sửa lại dưới đây cho mình nha. Dưới 25 là nó hơi lộn xộn xíu, nhưng mình xem đây là đang yếu chứ không phải đang mạnh vậy thôi ha. Ok, thì đó là các chỉ báo kỹ thuật. Ở phần thứ ba thì chúng ta sẽ được học qua các hình mẫu nến trong phân tích kỹ thuật. Ở đây chúng ta sẽ học về các hình mẫu cơ bản, trong đó là có pinbar và engulfing. Ngoài ra còn có cái Morningstar One White Soldier, teaser top, teaser bottom, nhưng mà mình sẽ không học ở đây, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Ở đây mình chỉ dùng những hình mẫu đây là chính để cách xác định, để xác định điểm bán và điểm mua thôi. Thứ nhất đó là bullish pinbar. Khi các bạn thấy những cái hình mẫu như vậy gọi là bullish pinbar, có nghĩa là cho tín hiệu tích cực, tín hiệu mua. Đó là cái phần thân này nè, các bạn thấy không, nó nằm phía trên và nhỏ thôi. Cái phần dưới là cái shadow của nó, shadow thì nó kéo dài đó, còn cái phần thân thì nó nhỏ và nó nằm phía trên thì gọi là bullish pinbar. Và ngược lại thì đây là gọi là bearish pinbar, là cho tín hiệu bán tiêu cực. Cái thứ hai đó là engulfing, thì mình có bullish engulfing là khi cái nén thứ nhất, quay trở lại phần này ha. Những pinbar, bullish pinbar thì nến có thể là màu xanh, có thể màu đỏ, mình không phân biệt màu ở đây, màu nào cũng được, miễn là có cái hình dạng như vậy thì gọi là bullish pinbar, và dạng ngược lại như vậy thì bearish pinbar, là tín hiệu bán, đây tín hiệu mua. Rồi cái engulfing thì mình có hai nến, nến thứ nhất nến nhỏ và bắt buộc phải là nến màu đỏ, là nến đang giảm, đúng không, và nến thứ hai nến to hơn và nến màu xanh, và nó bao trùm luôn cái nến thứ nhất, thì đó mình gọi là bullish engulfing và cho chúng ta tín hiệu tích cực. Thì cái bullish engulfing nó có thể nằm từ đây lên đây cũng được, hoặc là từ đây xuống đây cũng được, miễn sao nó bao trùm được cái nến thứ nhất thì mình gọi là bullish engulfing nha. Nhớ nó phải bao trùm luôn cái nến thứ nhất nha, và cái nến thứ hai phải là cái nến màu xanh, thứ nhất phải là màu đỏ. Và ngược lại thì mình có bearish engulfing, cái nến thứ nhất là màu xanh và nhỏ, nằm gọn trong cái nến thứ hai là cái nến màu đỏ, bắt buộc phải như vậy, phải màu đỏ, cái này là phải là màu xanh, thì người ta gọi là bearish engulfing, và đây cho chúng ta tín hiệu bán, đúng không ạ, tín hiệu bán ở đây, và đây chúng ta cho chúng ta tín hiệu mua đó. Thì đó là những hình mẫu nến cơ bản mà mình sử dụng trong cái khoa học này. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái hình mẫu nến khác ha. Thì đó là phần bài học đầu tiên về kiến thức cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Ở phần thứ hai, bài học tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết trong cái chiến lược đầu tiên, đó chiến lược Bounce. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.